Hello, xin chào các tình yêu của tôi. Không biết là giờ này các tình yêu của tôi đang làm gì. Còn tôi thì đang ngồi ngắm mưa rơi. Mưa rơi làm tâm hồn ta nó buồn chơi vơi. Nhưng mà thật sự này rất là vui. Bởi vì Mưa rơi thiệt. được Hello Diễm Huệ, được Hương Lan gửi cho một trái sầu riêng ngon, ta nói ngon bá đạo luôn quý vị. Đó, một trái sầu riêng khui được 6 muối. Đây, một trái sầu riêng khui được 6 muối. Thấy ngon hấp dẫn chưa? Đó, cái thịt nó vàng ơi là vàng. Thật sự là Hòa Hiệp rất là thích ăn sầu riêng, rất mê sầu riêng. Đó, được tặng một trái sầu riêng, ta nói thích gì đâu. Không chỉ có trái sầu riêng không quý vị, còn có vải nữa. Đó, nhưng mà ăn sầu riêng trước, thưởng thức sầu riêng trước như thế nào? Nó ngon lắm. Đó. À, đúng rồi Lộc Nguyễn, vừa rồi thì Hòa Hiệp đi tour du lịch của công ty du lịch Triều Hảo, rất là vui. Hey, hello Lê Duy, Lê Duy ăn sầu riêng không? Lê Duy ơi ăn sầu riêng không? Xin chào Thanh Dương, đây sầu riêng rất là ngon nha quý vị. Bây giờ mọi người ăn sầu riêng với Hòa Hiệp không? Trời ơi, nó thơm gì đâu á. Hello Vô Tư. Trời ơi, trời, nó ngon gì đâu vậy trời. Nó ngon lắm, nó rất là ngon. Trời ơi, ngon lắm. Trời ơi, ngon quá. Em Quyên nha. Em muốn ăn hả Cao Trung? Qua đây ăn nhanh nè, trời mưa buồn quá. Hello Như Bình. Trời ơi, ngon quá. Cảm ơn Hương Lan rất là nhiều nha. Hương Lan đã tặng cho anh một cái trái sầu riêng, ta nói là xuất sắc. Ngon xuất sắc luôn quý vị. Ngon luôn. Thôi bây giờ vừa ăn vừa nói chuyện với mọi người nha. Ngày 1 tới tháng 6 này thì Hòa Hiệp sẽ tổ chức chương trình quốc tế thiếu nhi, cho các em thiếu nhi một sân chơi xứ sở thần tiên. Có ca nhạc nè, có hài kịch nè, có xiếc, có ảo thuật nè. Đó, có ảo thuật nè. Và đặc biệt là có những trò chơi dành cho tất cả các bé, và có 40 phần quà dành tặng cho 40 bé đến với chương trình xứ sở thần tiên tại quán Mr. Hí vào lúc 19:30 cho đến 21:30 nhớ quý vị. Đó, vé chỉ có 100.000 thôi, vé chỉ có 100.000 thôi, mà chúng ta vừa được xem ca nhạc thiếu nhi nè, chúng ta vừa có xem ảo thuật nè, rồi được chơi trò chơi, những trò chơi rất là thú vị, và các bé chỉ cần tham gia trò chơi thôi chắc chắn sẽ nhận được những phần quà của chú Hòa Hiệp đó. Và bữa đó chúng ta sẽ gặp tất cả muôn thú rất là dễ thương. Giá vé chỉ có 100.000 thôi quý vị ơi. Ngày 1 tới tháng 6 mình hãy dành cái thời gian tuyệt vời nhất cho con em mình, cho cháu mình đó. Số lượng có hạn cho nên bây giờ mọi người phải mau mau điện thoại 0906 911 996 nha. Chỉ 100.000 một vé thôi à. Ngon không? À, bữa đó có Mai Vi nè, Minh Vi nè, có Ngọc Giao nè, có ảo thuật gia nè, có chú Hoài Hiệp nè, chú Bá Thắng nè, và các bạn muôn thú nữa. À, sẽ chào đón tất cả các bé vào ngày quốc tế thiếu nhi 1/2/6, và đặc biệt là bữa đó rất 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 là nhiều phần quà gửi tặng cho các em ở một sân chơi xứ sở thần tiên đó. Cho nên bây giờ những ai mà có con em, có em có con muốn cho các bạn có một sân chơi thì chúng ta mau mau điện thoại cho Hòa Hiệp để mua vé vào xem chương trình xứ sở thần tiên nha. Rất là vui, rất là tuổi thơ. Hòa Hiệp sẽ dẫn mọi người về một cái chuyến về tuổi thơ ấu của mình. Đó, giá vé chỉ còn 100.000 thôi nha quý vị. 100.000 mà chúng ta còn được cho các bé coi ca nhạc thiếu nhi nè, được xem ảo thuật nè, được chơi trò chơi nè, rồi được xem hài kịch nữa. Ta nói nó vui dữ lắm nha quý vị. Giá vé chỉ có 100.000 thôi. Trương Gia Huy, anh nhớ chân dài. Chân dài ơi, Cao Trung ơi đang ở đâu? Đang ở phương trời nào vậy Cao Trung ơi? Còn hỏi nữa, cỏ ba lá dù gì. Trời, ngon quá, ngon quá, phải ăn từ từ thôi.
Ngon quá cả nhà ơi. Quỳ Hiệp còn hai múi nè, còn hai múi nè. Mở lớp dạy học rồi hả anh? Em có học không? Một tây tháng 6 này bắt đầu là ngày buổi học đầu tiên. Ngày 2 tây à, một tây tháng 6 này là buổi học đầu tiên nha. À, buổi học đầu tiên cho lớp học diễn xuất, học hát, học nhảy. À, ngày 1 tháng 6 này là lớp sẽ chính thức mở lớp giảng dạy. Ruby ơi, Quang sầu riêng anh nè, anh còn đến hai múi lần á Ruby ơi. Ruby ơi, còn đến hai múi lần. Hello Hùng Phạm Minh, ngon lắm. Hello Trần Ngọc Mỹ Tâm, bây giờ em tới quán Mr. Hí gặp anh đi, anh sẽ nhớ em liền. Em không tới quán Mr. Hí gặp anh làm sao anh nhớ em nè. Ok Huỳnh Yên Yến, tới đây đi. Ừ. Cả nhà ơi, một tây tháng 6 này Hòa Hiệp sẽ lúc 1 giờ trưa Hòa Hiệp sẽ tới bệnh viện Ung Bướu để phát quà cũng như là hát gửi tặng cho các bé ở trong bệnh viện Ung Bướu, 200 phần quà đó. Bây giờ đang kêu gọi những tấm lòng vàng cùng chung tay với Hòa Hiệp để góp thành những phần quà đó. Hiện nay á, thì Hòa Hiệp đã nhận trong cái quỹ gieo hạt tình thương á, là được 3 triệu rồi quý vị đó. Bây giờ 200 phần quà, càng nhiều phần quà càng tốt. Hello Ngọc Giao, ăn sầu riêng không Ngọc Giao ơi? Tại em không ăn chung với anh thì anh phải ăn một mình chứ sao giờ. Hằng Lê ơi, sầu riêng ngon quá Hằng Lê ơi. Ta nói nó ngon gì đâu á. Ta nói chưa bao giờ ăn một cái trái sầu riêng mà nó ngon như vậy. Nó ngon gì đâu á trời. Ngon quá. Ngọc Dào ơi, tối ngày 1 tháng 6 diễn cho chú nha Ngọc Dào ơi. À, tối ngày 1 tháng 6 là chúng ta sẽ có chương trình Xứ Sở Thần Tiên. Thì Hòa Hiệp sẽ mở sân chơi cho các bạn thiếu nhi vừa nghe những ca khúc thiếu nhi nè, vừa được xem nhảy nè, vừa xem ảo thuật nè, vừa xem hài kịch nè, rồi được chơi trò chơi nữa. Và đặc biệt là những phần quà không thể thiếu trong ngày quốc tế thiếu nhi gửi tặng cho các bé nha. Giá vé chỉ 100 ngàn thôi. Đâu bây giờ ai mở hàng lấy hên cho Hòa Hiệp nè. Giá vé 100 ngàn thôi cho ngày 1 tháng 6 nè cả nhà ơi. 1 tháng 6 chương trình Xứ Sở Thần Tiên. Sầu riêng ngon quá Huy ơi. Ngon lắm. Ngon lắm chị Thủy ơi. Chút xíu em gửi ra cho chị Thủy muối nha. Ngon dễ sợ ngon luôn, không thể nào diễn tả được. Cảm ơn Hương Lan rất là nhiều đã gửi sầu riêng, vải, hạt sen cho Hòa Hiệp. Hello Hiệp. Hello em. Đi phim về rồi Hiên. Chưa hả? Chưa xong hả? Ngon quá Thủy ơi. Ta nói ngon lắm. Hôm nay mà anh bình thường hả? Thì má anh vẫn bình thường mà. Ok con diễn bên thì Lê Phương đi, con qua chú nha. Vậy bữa đó con diễn bên chú nha. Rồi cả nhà ơi, chương trình 1 tây tháng 6 là một cái sân chơi dành cho các em thiếu nhi. Bữa đó thì các cô chú sẽ hóa thân vào những con thú nè, để cùng vui chơi với tất cả các bé, để cho các bé lạc vào xứ sở thần tiên. Các bé ngoài xem văn nghệ thiếu nhi, xem nhảy múa, xem hài kịch, rồi các bé được tham gia trò chơi, tham gia trò chơi để nhận được những phần quà. Hàm Lê Hàng ơi ngon quá, Hàm Lê Hàng ơi ngon lắm. Anh Hữu Lê Hữu Thoại ăn không nè? Hôm bữa anh Hiệp về Vĩnh Long biểu diễn ở miếu Bà Năm thích quá. Cảm ơn Nguyễn Hồng Trinh. Bữa đó em có coi hả?
Ok, con học ngoan nha, máy bay Ngọc vào. Anh thấy mọi người phản đối quá, cho nên anh mới nhờ bác sĩ tháo tháo chỉ ra rồi, cho Đường nên mắt anh một mí trở lại. Hello lão bà. Lão bà ăn sầu riêng không? Ai ăn sầu riêng, có ai ăn sầu riêng? Tôi bán sầu riêng, không bán tình duyên. Xếp qua nha, ok Hằng, qua đi cho ăn. Không kệ chị ơi, cuộc sống có bao lâu mà hưởng hờ, mình hưởng được thì mình hưởng chị ơi. Rồi, bây giờ cả nhà ơi, 1 tháng 6 nè, 1 tháng 6 chương trình rất là hay nè, chỉ còn vài ngày nữa thôi. Chúng ta sẽ đến chương trình 1 tháng 6 là ngày quốc tế thiếu nhi rồi. Quỳ và 3 tháng sẽ tổ chức sân chơi cho các em thiếu nhi tại quán Mr. Hí, 253 Phan Xích Long, phường 7, quận Phú Nhuận. Ai mở hàng lấy hên nào? Cảm ơn em. Đây còn hai muối nữa, các em muốn ăn không? Còn hai muối nữa nha quý vị. Sầu riêng của anh Quang hả? Anh Quang nào? Anh Quang nào? Dân Nghiêm Nguyễn hảo gó em mà cắt mắt đó là thì em trần trắng ra liền nè, em ngủ em cũng trợn lên nè. Đây là chương trình live stream. Cái gì vậy? Trần Ngọc Mỹ Tâm, hello cô miền Tây. Một tây tháng 6 là thứ sáu không mấy đứa? À thứ bảy. Một tây tháng 6 là ngày thứ bảy chị Phạm Lê Hằng ơi. Sao vậy, em bận hả? Em bận thi cái gì? Ngon quá. Anh Quang nào, sầu riêng này của Hương Lan gửi tặng anh Hòa Hiệp. Đây là sầu riêng của Hương Lan gửi tặng cho anh Hòa Hiệp nha. Ngon quá. Bữa đó thứ bảy vì Phạm Đại Hàng ơi. Bữa đó là thứ bảy. Bữa đó thứ bảy. Quỳnh Bình lấy giùm anh cái vải đi. Ngon quá. Chị Hằng ơi, về chị mua mấy vé nè. Chị mở hàng em lấy hên coi nè. Đó, chị có 40 chỗ thôi nha quý vị. Chị có 40 chỗ thôi. Đây. Đây. Hương Nga còn Hương Lan. Hương Lan còn tặng cho anh Hiệp chế vải đầu mùa nè. Đó, thấy hấp dẫn chưa? Đây, đây là vải, vải đầu mùa. Không biết ngọt không nữa. Chết rồi, phải uống miếng nước vô. Có ai cho tôi miếng nước không? Hello chị Xuân Nguyễn. Dạ chưa ai mua vé hết trơn. Út thèm hoa Út. Con cảm ơn Út đã đem sầu riêng qua cho con ăn. Đó. Cảm ơn cho anh ly nước đi cảm. Đó, đây đây là chế vải đầu mùa của Hương Lan gửi tặng cho Hòa Hiệp đây, trời ơi thương quá. Có hạt sen nữa nha quý vị, có hạt sen nữa đây. Đó, đây là chế vải vải đầu mùa, không biết ngon, không biết ai ăn không ta. Có đây nè, vừa nói chuyện vừa ăn đi, kêu thằng Cẩm lấy cái dĩa đi. Thủy ơi ăn vải không chị Thủy ơi? Hôm nay anh có anh ở quán nè Lê Văn Tình. Hôm nay có em đang bán vé chương trình xứ sở thần tiên cho các bé bé thiếu nhi vào ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6. Mà sao thấy mọi người cứ vẻ hờ hững quá. Đây.
Đó, thấy hấp dẫn chưa? Đó, ngon ghê chưa? Thì hôm nay Hòa Hiệp đang ở quán nè. Bây giờ mình thử ăn trái vải đầu mùa xem có ngon không nha. Có ai ăn vải với tôi không? Trời ơi, chị Thủy ơi, vải ngon lắm chị Thủy ơi. Chị Thủy ơi, ngon lắm chị Thủy ơi. Đi nè. À. Minh Ngọc ơi, 1 tháng 6 con muốn diễn bên bên sân khấu Ai Hiệp không Minh Ngọc? Chờ được coi. Ngọt quá, ngọt quá. Rất là ngọt nghe quý vị. Em mua vé chương trình 1 tháng 6 đi anh hát cho em nghe. Nghe Kim Minh Xu. Em mua vé đi, em mua vé mở hàng cho anh coi. Hello Mỹ Hương. Lê Văn Tình nghe rất tình, nói chuyện rất tình. Tối ngày con nói định không mà định với tính không mà. À, một vé là 100.000 nha, một vé là 100.000. À, chương trình xứ sở thần tiên dành cho các em thiếu nhi. À, không có lô tô nha quý vị, không có lô tô, bữa đó không có lô tô. 1 tây tháng 6 không có lô tô, 2 tây tháng 6 mới có lô tô. Ok, ai mở hàng 3 vé? Con mua mở hàng 3 vé. Ok Minh Ngọc, cảm ơn con. Có khăn, có khăn mà sao có thể mình gửi cái thẻ là mình lấy không, mình không phải mướn đúng không? Vải đầu mùa mà ngon quá gì ơi. Ba điều thẻ, 30 thẻ. Em bấm lên 19 thì chia 30 thẻ. Hương Lan ơi, ngon quá Hương Lan ơi. Cảm ơn em nha. Em đã gửi sầu riêng rất là ngon. Anh ăn còn có 2 muối à. Một trái sầu riêng khui ra được 6 muối. Ba tháng quất 2 muối. Anh quất 2 muối còn 2 muối. Bây giờ ai muốn ăn sầu riêng không? Em lên hát lô tô được không hả? Em biết hát lô tô không? À, Vĩnh Tiến ơi, em đang ở đâu? Em có mua không? Ngày 1 tây tháng 6 là chương trình Xứ Sở Thần Tiên, một chương trình dành cho các em thiếu nhi. Nhưng ngày quốc tế thiếu nhi chỉ có 40 vé thôi. Hiện nay là đã được ok chị Phương. Chị Phương 3 vé. Chị Phương mở hàng 3 vé rồi. À, bây giờ có ai mua vé không nè? À, Hồng Hạnh ơi, bữa đó con kêu ba mẹ cho con tới chương trình Xứ Sở Thần Tiên đi. Có ra chương trình ca nhạc nè, có hài kịch nè, có nhảy nè, có ảo thuật nè, có chơi trò chơi nữa. Và đặc biệt là những phần quà rất là hấp dẫn. Đó, chỉ có 40 vé thôi, bây giờ đã được 3 vé rồi. À, có ai mua vé không nè? 3 vé. Vĩnh Tiến ơi, không nghe hả trời? Vé chương trình Xứ Sở Thần Tiên là chương trình quốc tế thiếu nhi, 100.000 một vé. Nãy giờ cứ hỏi hoài cái vé gì vậy, vé gì? Vé chưa xem chương trình Xứ Sở Thần Tiên vào ngày 1 tây tháng 6 vào lúc 19:30 cho đến 21:30 tại quán Mr. Hí, 253 Phan Xích Long, phường 7, quận Phú Nhuận. Chị Xuân Nguyễn ơi, chị nói lại đi. Có thấy chị nói gì không? Buồn thấy sợ. Em, tại vì tin nhắn trôi nhanh quá em đọc không có kịp. Bên anh 2 ngày em mua vé đi coi không? Mà bác anh nói chuyện không vậy trời? Anh đã tắt tiếng rồi mà. Trời ơi, em tắt tiếng rồi chị mà hỏi hoài luôn á. Không biết có mua vé không mà hỏi hoài luôn. Mà nãy giờ em nói hoài luôn á chị ơi. Ủa sao buồn idol vậy Tấn Khương? Sao Tấn Khương lại buồn tôi?
buồn như con chuồng chuồng. Không sao, nổi mụn đi lấy mụn. Không gì hết, nổi mụn đi lấy mụn. Kim Minh Xu mua vé ủng hộ chương trình ngày 1 tháng 6 đi 100 ngàn một vé. Ủa vậy hả? 100 ngàn một vé, bên em 2 ngày. Ơi, 100 ngàn một vé. Chương trình Xứ Sở Thần Tiên, ca nhạc, hài kịch, ảo thuật dành cho các em thiếu nhi và dành cho người lớn, để chúng ta ôn về ký ức tuổi thơ, trở lại thời tuổi thơ. Thì em đưa tiền đi, anh sẽ đào tạo em làm ca sĩ nha. Bên em 2 ngày à, đang có lớp dạy hát đó. Em đóng tiền vô phòng học đi. Em sẽ được anh đào tạo làm ca sĩ nha. Ờ à, he, quên nữa, làm củ cải với mực ong. Em chỉ anh, anh quên mất tiêu rồi. Làm sao quên à Hương Lan ơi, quên nữa. Trời ơi đúng rồi, anh nói anh đi Hàn Quốc về anh làm mà anh quên mất tiêu. Làm sao Hương Lan ơi? Chào chú Lan. Hello Hiệp Nguyện. Chút xíu em gửi ra cho chị một muối nha chị Thị. Một chút xíu nữa em hứa em sẽ gửi cho chị một muối cho chị Thị. Hello Lưu Đức Duy. Nhân Thị Hoa ơi, à, anh Hoài Hiệp đang nói à, quảng cáo về chương trình Xứ Sở Thần Tiên, à, chương trình à, dành cho các em thiếu nhi nhân ngày quốc tế thiếu nhi, à, ca nhạc, hài kịch, à, nhảy múa và ảo thuật, à, và có những trò chơi dành tặng cho các bé khi mà đến với chương trình Xứ Sở Thần Tiên tại quán Mr. Hí vào lúc 19:30 đến 21:30. Tại quán Mr. Hí 253 Phan Xích Long, phường 7, quận Phú Nhuận. Ôi em ơi, em hỏi đố anh đâu phải là thần thánh đâu, mà em hỏi từ bình chánh xuống anh bao nhiêu cây. Trời ơi, bình chánh nó nhiều khúc bình chánh lắm em. Ai biết em nào mà khúc bình chánh nào? Không ăn một muối đâu nha. Bây giờ chỉ còn hai muối thôi. Chị một muối, bé Quanh một muối, chịu chưa? Ừ em ở lòng lòng mẹ xa quá hả, thì anh bó tay. Ờ, Hoàng Hiệp xin thông báo lại là ngày 1 tháng 6 vào lúc 19:30 đến 21:30 sẽ có chương trình Xứ Sở Thần Tiên, một sân chơi dành cho các em thiếu nhi. À, một sân chơi dành cho các em thiếu nhi. À, thì bữa đó các em sẽ được xem các bạn thần đồng ca nhạc hát nè, rồi được xem nhảy múa nè, được chơi trò chơi nè, có quà nè, rồi được xem ảo thuật nè, được xem hài kịch nữa nè. Cảm ơn Kim Cúc. Anh biết rồi. Ngày quốc tế thiếu nhi lần này thật sự là Hoài cũng rất là bận, nhưng mà cũng muốn tạo một sân chơi tại thiện thấy quán mình á, có nhiều em thiếu nhi, cho nên cũng muốn tạo một sân chơi cho các em thiếu nhi vào ngày quốc tế thiếu nhi. Chương trình Xứ Sở Thần Tiên sẽ được diễn ra tại sân khấu Mr. Hí, lầu 4, 253 Phan Xích Long, phường 7, quận Phú Nhuận, ngay ngã tư Nguyễn Công Hoan và Phan Xích Long. Ngay ngã tư Nguyễn Công Hoan và Phan Xích Long. Đào ơi, bữa đó có mua vé cho con Nhí đi coi không Đào?
Đâu ơi. Đào ơi, ơi ơi, Đào ơi. À, chương trình Xứ Sở Thần Tiên nhân ngày quốc tế thiếu nhi, Hòa Hiệp và Bảo Thắng sẽ tổ chức một chương trình Xứ Sở Thần Tiên dành cho các em thiếu nhi vào lúc 19:30 đến 21:00. Bữa đó các bạn sẽ được xem ca nhạc nè, hài kịch nè, nhảy múa nè, ảo thuật nè và chơi trò chơi. À, bữa đó sẽ có nhiều phần quà gửi tặng cho các em thiếu nhi đến với chương trình Xứ Sở Thần Tiên, và có rất là nhiều bạn gấu dễ thương lắm. À, giá vé là 100.000, giá vé là 100.000 dành cho phụ huynh cũng như là các em luôn. 100.000 mà tới thì được quà nè, chắc chắn các bé đến xem chương trình Xứ Sở Thần Tiên đều có quà và được tham gia trò chơi và được xem văn nghệ và được xem ảo thuật và được cười thả ga với hài kịch. Đó, còn được gặp các muôn thú nữa, những con thú rất dễ thương đáng yêu đang chờ đón các bé vào ngày quốc tế thiếu nhi 1/6, tức là ngày thứ bảy này vào lúc 1/6, 19:30 đến 21:00, chương trình Xứ Sở Thần Tiên, giá vé là 100.000. Không, diễn tại sân khấu lầu 4 quán Mr. Hí, 253 Phan Xích Long, phường 7, quận Phú Nhuận. Được chứ, đương nhiên là có được chụp hình với anh Hiệp rồi. Bữa đó anh Hiệp có tham gia trong chương trình đó luôn mà. Một trăm ngàn một vé để xem chương trình Xứ Sở Thần Tiên tại sân khấu lầu 4 quán Mr. Hí, 253 Phan Xích Long, phường 7, quận Phú Nhuận. Không gì lại không gì, ai biết không gì đâu. Hello Lê Tuấn Anh, vụ gì con? Trời ơi, cái đó đâu phải thiếu nhi thì mình mới xem được đâu. Mình ôm lại tuổi thơ, mình ôm lại cái sự hồn nhiên của các bạn cũng sẽ rất là vui. Đâu phải là chỉ dành cho thiếu nhi đâu, cũng dành cho người lớn. Tại vì thường thường á, đương nhiên là có Hòa Hiệp hát rồi. Thu Thảo ơi, đương nhiên là bữa đó Hòa Hiệp có hát để tặng cho các em mà có diễn hài kịch cho các bé nữa. Chương trình là Xứ Sở Thần Tiên, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ Sơn Tinh, Thủy Tinh, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ Công Chúa Như Quỳnh, chúng ta sẽ gặp gỡ Hoàng Tử Cẩm Lâm. Đó. Và chúng ta sẽ cùng gặp gỡ Mụ Phù Thủy Năm Chè. Chúng ta sẽ gặp gỡ mẹ ghẻ Diễm Huệ. Chúng ta sẽ gặp lại nhân vật Cám do My Lan đảm nhận. Chỉ có 100.000 một vé thôi cả nhà ơi. Chỉ có 100.000 một vé thôi. Từ từ đi Đào ơi, từ từ đi. Từ từ. Cái gì cũng phải từ từ, hết sức bình tĩnh, hết sức bình tĩnh, không được manh động. Đào ơi, vào rồi. Ngày 1/6 vào lúc 1:00 trưa thì Hòa Hiệp sẽ tới bệnh viện Ung Bướu để phát những phần quà
và hát tặng cho các em ở trong bệnh viện ung bướu. Và Hòa Hiệp đang vận động 200 phần quà cho các bé nhân ngày quốc tế thiếu nhi, cho các bé mồ côi nè, cho các bé bên bệnh viện ung bướu nè. Không biết là có ai đồng hành với Hòa Hiệp không. Nói chung là mỗi người cùng hợp sức góp mỗi người một ít để chúng ta sẽ đem niềm vui đến cho các bé nhân ngày quốc tế thiếu nhi, cho các bé mồ côi cũng như là các bé trong bệnh viện ung bướu nha. Và tối ngày 1 tháng 6 thì Hòa Hiệp sẽ tổ chức chương trình Xứ Sở Thần Tiên cho các bé thiếu nhi cũng như là các bậc phụ huynh muốn ôn lại tuổi thơ. Thì có ca nhạc thiếu nhi nè, có hài kịch thiếu nhi nè, có trò chơi thiếu nhi nè, có ảo thuật nè, và đặc biệt là những các bé khi mà tới chương trình Xứ Sở Thần Tiên đều được quà hết, vừa được chơi trò chơi mà vừa được quà luôn, mà không chơi trò chơi cũng được quà luôn. Chú Hòa Hiệp đang chuẩn bị rất là nhiều phần quà cho các cháu. Anh Hiệp đi Hàn Quốc về rồi Kim Anh Trần ơi. Mình mới bán được có 3 vé cho chương trình Xứ Sở Thần Tiên vào tối thứ bảy ngày 1 tháng 6 vào lúc 19:30 đến 21:30 thôi. Không biết là có ai mua vé nữa không nè. Cháu Đào ơi, cháu già rồi mà cháu đòi quà cái gì, qua đây cho ăn cù lôi nè, tặng cái cù lôi cho bé Đào. Cái bé Đào, hello Như Phương. Quà Hàn Quốc em hả? Em về đây đi rồi em sẽ nhận được quà. Cô giáo các Nhung Tím ơi, chị đi coi 2 ngày đi, chị coi ngày 1 tháng 6 là chương trình Xứ Sở Thần Tiên, chương trình 2 tháng 6 là Lô Tô Số. Có 2 ngày đi chị, cuộc sống có bao lâu mà hững hờ, mỗi ngày ta chọn một niềm vui. Hello chào em. Em chào anh Hiệp. Nói tiếng Hàn Quốc quá. Anh nhìn siêu. Xin chào Trang Võ. Hello Dung Nguyễn. Thứ bảy chị chưa về kịp hả? Chị đi đâu mà chưa về kịp? Xin chào ban nhạc Tấn Tài. Dung Nguyễn khỏe không? Ngày quốc tế thiếu nhi, khi mà các bé đến với chương trình Xứ Sở Thần Tiên đều được chú Hoài Hiệp sẽ gửi tặng những phần quà rất dễ thương cho các bé khi mà đến với chương trình Xứ Sở Thần Tiên. Ngoài ra thì các bé sẽ còn được xem ca nhạc nè, xem hài kịch nè, biểu diễn ảo thuật nè, rồi được các môn thú tổ chức trò chơi. Là một sân chơi rất là bổ ích cho các bé. Các bé lên tham gia trò chơi với môn thú sẽ nhận được những phần quà rất là hấp dẫn nha. Tại quán Mr. Hí giá vé chỉ có 100.000 thôi quý vị ơi. Giá vé chỉ có 100.000 thôi. Mà tới thì được chơi trò chơi nè, vừa được xem văn nghệ nè, được nghe hát hò, rồi được cười. Đặc biệt là có nhiều phần quà hấp dẫn để mà gửi tặng cho các bé lắm. Ok cô Cách Nhâm Tím ơi, để em nói với Tiên chuyển qua ngày Chủ Nhật cho cô.
Dạ đi đi chơi Hàn Quốc rất là vui. Đi chơi Hàn Quốc rất là vui. Hello Nguyễn Phi Pha. Ủa là sao ban nhạc Tấn Tài muốn chụp cũng gì? Anh đang ở quán Mr. Hí nè. Trời mưa buồn lắm ai ơi. Hello Toàn Nguyễn. Ok, cảm ơn Võ Thị Anh Đào. Võ Thị Anh Đào 3 vé. Đúng không ạ? Như vậy là chúng ta đã được 6 vé rồi cả nhà ơi. Chị Phương 3 vé, Võ Thị Anh Đào 3 vé. Hello Đào Bá Nha. Xin chào Thảo Hiền Lê. Ok, 1 tháng 6 tới quán Mít Thi thì chắc chắn sẽ nhận được quà nha. Dạ con chào cô Nguyễn Ngọc Hiệp. Chào con. Ok, bữa đó anh sẽ tặng quà cho em nha. À, nói chung là khi mà trong live stream của Hoài Hiệp á, có nhiều người vô ăn nói tào lao quá. Thay vì Hoài Hiệp nóng tính, bực bội, lo làng, thì bây giờ cho Hoài Hiệp xin phép chặn luôn. Chặn luôn. Anh đó. Chặn luôn đó, cho biết cho bớt bực bội đọc những tin nhắn mất lịch sự, vô duyên, vô văn hóa. Tốt nhất là mình nên chặn và mình không nên trả lời đó. Cả nhà thấy sao? Quý vị ơi, chương trình ngày 1 tháng 6 là xứ sở thần tiên rất hay, rất thú vị nha. Bữa đó chúng ta sẽ gặp gỡ công chúa Như Quỳnh, hoàng tử Cẩm Lâm đó, mụ gì ghẻ Milan, mẹ con mụ gì ghẻ và cám là Milan và Diễm Huệ. Không, em mua 3 vé là sao em mới lịch sự được Đào? Em rất là tuyệt vời. Lê Tuấn Anh, em cho anh xin số điện thoại đi. Em lấy 2 vé đúng không? Vậy em điện thoại đi 0906 911996 đi. Con muốn đóng hả? Con vô trễ quá sao đóng được? Con vô trễ quá sao chú chưa cho con đóng được? Đâu có thời gian nào tập. Có ăn sầu riêng không? Còn 2 muối sầu riêng nè. Cẩm ơi,
Em cất đi. Em cất tủ lạnh đi. Em nè đem giải qua cho các bạn ăn đi. Bánh. Xin chào vợ Hiếu. Hello Yến Nhi. Ngon quá hả? À, mọi người đang tụ tập để mà cùng chuẩn bị tập chương trình ngày quốc tế thiếu nhi 1/6, chương trình xứ sở thần tiên. Tú bà bà khỏe không? Tú bà bà con tiếp thu nhanh lắm hả? Nhưng mà con vô trễ quá đâu có thời gian đâu mà tập, con phải có thời gian tập chứ. Đang ở quán Mr. Hí, 253 Phan Xích Long, phường 7, quận Phú Nhuận. Ok, qua đây ăn nè. Hôm nay có bánh khọt nè, tập Cẩm Tú ơi. Hôm nay có bánh khọt nè, ăn bánh khọt không Cẩm Tú ơi? Ai ăn sầu riêng của ai ăn sầu riêng. Chương trình thứ bảy này nghe quý vị, thứ bảy này là chương trình xứ sở thần tiên. Chúng ta sẽ có một chương trình đặc biệt dành cho các em thiếu nhi nhân ngày quốc tế thiếu nhi. Rất vui để người lớn của chúng ta cũng thể ôn lại. Nói chung là mua ba vé thì chỉ có ba người lên sân khấu cứ coi thôi, còn người lớn muốn vô thì phải mua vé nha. Võ Thị Ánh Đào. Chương trình xứ sở thần tiên sẽ diễn ra tại quán Mr. Hí, lầu 4, 253 Phan Xích Long, phường 7, quận Phú Nhuận, ngay ngã tư Nguyễn Công Hoan và Phan Xích Long. Bữa đó chúng ta đến đây ăn uống rồi chúng ta lên xem chương trình luôn nha. Hello Băng Băng. Em vẫn còn thiếu nhi hả? Ok, vậy mua vé 100.000 vô coi nha Cẩm Tú ơi. Thì ok, người lớn qua bên quán Bích Tí ăn uống đi. Còn cho thiếu nhi lên trên lầu coi chương trình thiếu nhi. 100.000 một vé, Toàn Nguyễn ơi. Các bạn thiếu nhi hoặc là các bạn thiếu nhi khi mà tới vào xem chương trình đó thì các bạn sẽ nhận được một phần quà. Rồi còn những phần quà mà các bạn tham gia trò chơi thì các bạn vẫn được những phần quà, bởi vì bữa đó Hòa Hiệp chuẩn bị rất là nhiều phần quà cho các em thiếu nhi, bởi vì đó là ngày quốc tế thiếu nhi. Chỉ 100.000 một vé thôi quý vị ơi, chỉ 100.000 một vé thôi. Xin chào Như Quỳnh. Thì bây giờ mình lên sân khấu đi, mình ôm lại tuổi thơ của mình nha Đào, mình ôm lại tuổi thơ của mình. Còn 4 vé nữa thôi thì được 10 vé rồi. Có ai ủng hộ thêm 4 vé cho thành tròn 10 vé đi. Sao toàn những người hỏi những cái câu mà mình cảm thấy mình khó chịu quá ta? Không có chịu mở truyền hình lên, mở truyền hình lên coi phim mà cứ vô thắc mắc những cái câu mà mình không biết nói sao luôn ta. Thôi tốt nhất là mình coi như là mình không thấy đi ta. Anh Yancio.
là già một cái cúp già già như là lâu ngày á, đêm này có được là đêm nay là rồi đem ra cái cúp già. Đào ơi, vậy là bắt đầu từ ngày mai mình xa nhau rồi em nhé. Từ nay em cứ bước đi, từ nay anh cứ bước đi, đôi mình chia rẽ đôi nơi. Hello chị Hương Nga, cảm ơn chị Hương Nga với Lê Duy hôm qua, hai chị rất là tuyệt vời đã đến với chương trình sân khấu nhỏ mini của em Loto Show. Hôm qua mọi người khen giọng hát của chị và Lê Duy lắm, hát rất hay, rất tuyệt vời luôn. Hello Bin Bin, xin chào Phạm Trâm. Hello Phạm Trâm, xin chào Suýt đẹp trai. Thứ bảy này vào lúc 19:30 cho đến 21:30 sẽ có chương trình Xứ Sở Thần Tiên. Một cái chương trình thiếu nhi để cho người lớn cũng như là cho các bạn thiếu nhi chúng ta có một cái sân chơi. Người lớn thì chúng ta ôn lại tuổi thơ của mình, còn các bạn thiếu nhi có một cái sân chơi vào ngày quốc tế thiếu nhi thì còn gì bằng, các bạn không ạ? Vừa xem văn nghệ nè, vừa được quà nè, được tham gia trò chơi. Giá vé chỉ có 100.000 thôi và sân khấu chỉ chứa được khoảng 40 em, khoảng 40 người. Chứ được phụ huynh và các em là khoảng 40 người. Giá vé là 100.000. Bây giờ là được 4 vé rồi, 6 vé rồi. Có ai 4 vé nó thành 10 vé không ạ? Ăn hết rồi đó. Nó đồ sạch nhé, nó mua đồ sạch luôn. Sẽ biết anh đâu. Sẽ biết nhiều con anh Yen Siêu. Đây này chị ơi, mọi người đang tập tuồng đây. Mọi người đang tập tuồng. Trời ơi, tập mà ăn quá. Tập quá trời, ăn nè. Nãy chưa tập luôn. Chưa tập gì hết mà ăn quá trời. Ăn quá đi chị Hương Nga. Đây đây đây, chưa ăn kìa. Đó nè. Đó, Milan nè. Đi sửa điện thoại 1 triệu đồng về. Mới sửa điện thoại 1 triệu. Milan là mới sửa điện thoại. Qua diễn show 2 triệu bạn. Đi sửa 1 triệu. Rồi. Mới sửa điện thoại, mới sửa cái tấm thẻ. Anh Hẹp diễn show, anh Hẹp trả 2 triệu nha mọi người. Mình nói mới đăng ký rồi. Qua đây nó xin vô diễn. Mà đâu phải ai muốn diễn này thì diễn đâu. Thì phải vậy. Phải qua kiểm duyệt đó, trời ơi. Phải có cơ. Em là đó, năm trà ăn dữ lắm. Ăn thấy sợ luôn đó. Có ai tin không? Một cái phòng 40 khách, mười mấy con diễn viên, mỗi con trả 2 triệu. Chưa tính thăm hai khách mời đặc biệt, chắc mỗi đường người khách mời kia trả 20 triệu. Công chuyện là chủ lão 3D, đi lão 3D kìa, đi lão 3D. Hai đứa sẽ là tiết mục mở màn buổi sáng sớm, Sài Gòn đến lắm rồi. Và hai bạn ngồi xem TV. Thắng ơi, viết lại cái tiểu phẩm trong chuyện dưỡng lão đi cho các bạn diễn. Anh không biết là chừng nào mấy kịch bản nó mới ra giấy Hà Quỳnh ha. Chắc 10 năm nữa đó. Hello Nhật Phan. Nhật Phan ơi, cái ngày khai trương quán Mr. Hí ở Tân Phú có mời anh Hiệp không? Có mời Lô Tô Mr. Hí làm đình làm đám không? Nhật Phan ơi, Nhật Phạm chứ. Xin chào Nguyễn Lâm Sơn, Hot Boy Lâm Sơn.
đi bỏ được. Bà đưa qua tết đúng rồi. Là hai đứa là của tháng sớm là của đi bỏ đó. Còn mấy bà là đi chơi đó. Đi làm về rồi hả Nhật? Nhỏ giờ nó làm cái gì rồi sao đi nhon quá nhờ con này nó sổ sướng quá nó không lên TV trời ơi. Thôi bác nhảy em nhảy bác mập đó bác. Ê giờ Hòa Hiệp đi cắt mắt gì mọi người thấy sao? Bây giờ Hòa Hiệp đi treo mắt gì nè quý vị. Được không? Dẫn mắt một mí. Mà treo gì nè được không quý vị? Treo mắt gì nha quý vị. Được không các bạn? Cả nhà ơi Hòa Hiệp treo mắt gì được không? Xin chào Nguyễn Lê. Bây giờ em kêu vợ thì anh Đào dẫn Hòa Hiệp đi treo mắt vậy nha quý vị. Quý vị thấy Hòa Hiệp này dẫn mắt mí nè đó, mà treo mắt lên gì được không? Hả? Quý thấy sao Quý? Đâu ơi Đâu Đâu Dẫn đi treo mắt cái Đâu ơi Đâu cho anh treo mắt nghe Đâu chị Thủy ơi em treo mắt gì được không chị Thủy? Vẫn là mắt hí của chị mà đúng không? Treo lên vậy nè ra đường gặp mình. Đang ở quán Mr. Hí 253 Phan Xích Long, phường 7, quận Phú Nhuận. Ủa tháng sao bị hư sửa hoài mới sửa mà. Không phải là cái do chậm thôi em đừng mất đẹp gì rồi thôi vậy đi nè treo lên cho đẹp em bị sệ quá treo lên đó treo lên gì nè được không vậy nha quý vị treo lên nha quý vị thấy sao áo Hòa Hiệp treo lên ra đường treo lên hello Quỳnh An Kỳ. Quỳnh xin nhắc lại nha, tối thứ bảy ngày 1 tháng 6 sẽ có chương trình xứ sở thần tiên nha, có chương trình xứ sở thần tiên dành cho các em thiếu nhi sẽ diễn ra tại sân khấu lầu 4 quán Mr. Hí 253 Phan Xích Long, phường 7, quận Phú Nhuận. Giá vé là 100.000. Cái gì? Anh treo lên là đẹp đúng không? Vậy anh kêu Đào dẫn anh đi treo nha. Anh nhờ Đào dẫn anh đi treo nha. Nha Nhật. Hay là cắt mắt về. Cắt mắt về nha được không? Quyền mới cắt mắt Quyền. Quyền mới cắt mắt là quý vị. Quý vị thấy Quyền cắt mắt đẹp không? Đào ơi Đào Nhật ok kìa Đào. Đào ơi Nhật ok kìa. Em mua vé đi. Em mua vé đi anh hát tặng cho em nghe Hồ Duy. Treo thôi đừng cắt mắt. Treo vậy ok đúng không? Cái nhà treo vậy nha. Treo vậy nha. Treo. Hello Nguyễn Minh Thành. Anh đâu có làm gì em rồi, em nói anh ác em. Hello Nhung Phương. Hello Hồng Phi, buồn quá. Nãy giờ có 6 vé à trời. Không ai mua em 4 vé nữa thì thành 10 vé trời. Dạo này sao mà
mọi người hờ hững với tôi quá. Ok. Hai con này năm ba nghĩa là hát bài sầu này lắm là ok rồi. Sao Ami Dương? Ami Dương muốn nguyệt cắt mắt hay là treo mí? Thôi Nhật, Nhật nó nói là em dẫn anh đi treo, treo mắt là được rồi. Treo mắt thôi, không không cắt mắt đâu. Treo mắt thôi. Ở treo gì nè. Trời ơi, còn 4 vé nữa thôi, được 10 vé. Chương trình Xứ Sở Thần Tiên. Mà nãy giờ mọi người hờ hững với tôi quá. Không ai mua vé ủng hộ tôi hết, tôi buồn lắm. Ok, hứa nha. Hứa nha, Võ Thị Anh Đào. Người Việt Nam nói là làm nha. Em ở Sài Gòn em vớt cho vớt gì? Vớt gì thì Dương? Xin chào con gái đáng yêu. Ngày nay lên mua bánh khọt không thấy đâu buồn quá. Ủa? Em order mà. Em order hay là em ship? Diều Mỹ. Anh đang ở quán nè. Tới đây chơi với anh. Ủa? Có cho Lưu Đức Chi tham gia không? Không, đủ rồi. 1 tháng 6 hả? 1 tháng 6 hả? 1 tháng 6 nóng là gì? Heo. Ừ, cho nóng. Còn có con heo kìa. Có một con heo rồi, bé Tư á. Còn 4 vé hả? Em lấy hết. Vậy em lấy nhiêu? Vậy là em lấy 4 vé hả hay sao? Em lấy 4 vé hay sao Thùy Dương? Em đâu có lấy được đâu. Mẹ em nói anh càng thêm đau lòng. Mưa lắm. Mưa vẫn mưa bãi cho đời. Đó, buồn. Buồn lắm cả nhà ơi. Trời mưa buồn lắm cả nhà ơi. Dạ đào lấy 7 vé đúng không? Đào lấy 7 vé đúng không nào? Đúng rồi. Cho con nhí nó chơi nó coi đi. Hello Thanh Sì Kê. Dạ em lấy 7 vé đúng không Đào? Đào em lấy 7 vé đúng không? Ok. Dạ Đào lấy 7 vé. Gia đình chị Phương lấy 3 vé là được 10 vé. Còn 30 vé. Trời ơi, chua quá. Thôi bây giờ mình đi tiếp con số 10 nữa đi. Con số 10. Bánh khọt bên quán anh của em có vị rất riêng. Cả nhà mình được. Bánh khọt bên quán của em có vị rất riêng. Cả nhà mình dùng xong muốn ăn nữa đó em. Cảm ơn em đã bán món ăn ngon cho mọi người. Dạ, em cảm ơn chị Thanh, anh Lu, Lu anh Thanh, chị hay anh đã ủng hộ em. Dạ, em sẽ cố gắng làm thiệt là ngon để cho phục vụ cho mọi người. Hello Nhật Thực, ngày 1 tháng 6 này, chương trình Xứ Sở Thần Tiên, có ai thương tôi? Vì tôi rất mệt, tôi phải tập cho các bạn, tôi phải làm một chương trình, tôi phải mua quà cho các em. Quán thêm món cơm cháy chưa anh ơi?
thêm cơm cháy chiên nhật thực. Đúng rồi. Nói chuyện cho sơm tụ hả? Ủa, nói chuyện sơm tụ quá trời mà. 100 ngàn một vé Thu Sương ơi, 100 ngàn một vé. Khi mà đến thì các bé sẽ được quà tặng nè, được xem ca nhạc nè, xem hài kịch nè, xem nhảy múa nè, xem ảo thuật nè, rồi được tham gia những trò chơi với các muôn thú, rồi được tặng quà nữa. Nói chung là các bé khi mà đến chương trình Xứ Sở Thần Tiên ai cũng được quà hết, và tham gia trò chơi cũng được quà nữa. Nếu mà thắng cuộc thì sẽ có rất là nhiều quà. Chỉ có 100 ngàn một vé thôi. Chỉ 100 ngàn một vé thôi. Thấy không nè, chị mang một bữa hát ra ta. Chị mang một bữa hát ra ta. Tháng chị mang một bữa hát ra. Chuyện ba mùa mưa. Người từ muôn thuở tiếng mưa có vui bao giờ. Chuyện tình tôi kể cách đây đã ba mùa mưa. Anh hẹp hát nãy giờ hả? Không, anh đọc rap em. Anh tưởng nó đẻ hát không có hay vũ trò. Không có, anh đọc rap đó. Đợi từ muôn thuở tiếng yêu có vui bao giờ. Chuyện tình tôi kể cách đây đã ba mùa mưa. Buồn quá, không ai vô nói chuyện với tôi hết. Nãy giờ chỉ có Võ Thiện Đào là vô xàm với tôi thôi. Nãy giờ không ai chịu vô nói chuyện với tôi. Tôi thích xàm vậy đó. Trời ơi đông quá ha, 29.000 lượt xem luôn. Hay à, con nói chuyện với chú. Con vô, con 30 con mới nhận quà đúng không? Là khi nào con mới vô đến Sài Gòn? Nói chú nghe coi. Con vô Sài Gòn con có qua quán đi chơi không? Sàm sàm mới vui á. Vui. Hello Trang Nguyễn. Em chịu khó coi poster đi nhật thực. Chắc chết rồi. Ba mươi con lên xe, sáng 31 con tới. Cảm ơn chị Khang Võ. Chị Khang Võ ủng hộ em một vé hả? Cảm ơn chị Khang Võ. Chị Khang Võ cho em xin số điện thoại. Chị Khang Võ ơi, cho em xin số điện thoại nha. Chị Khang Võ, cảm ơn chị Khang Võ nhiều. Ủa bữa đó chị đi một mình hả? Hay đi với em bé? Nếu mà đi với em bé là phải mua hai vé đó. Chắc chạy qua 190 liền quá. Ủa đáng đâu mà chạy qua. Xin chào Nhung Hòa. Xin chào Gia Hưng. Nghe giọng hát mùi muốn đứt ruột. Thôi, thôi em đừng đứt ruột. Em đứt ruột anh phải bận. Anh phải vô nhà thương thăm em nữa, tốn tiền lắm. Đừng đứt ruột nha Đào ơi. Dạ.
Chị đi gần sáng đi, 1:31 á. Ồ, đang ở nhà hả? Đang nằm ôm Nhật phải không? Xin chào thằng Nam. Ý Ngọc đó em. Hello Phương Nguyễn. Xin chào Linh Lê. Hello anh Hai Kiệt. Anh này. Anh Hai ơi. Như vậy là ta đã xa nhau rồi, phải không Hai Kiệt? Ôi sao cười, thì ông bé Hà với chút cười, anh muốn xỉu đây nè. Ôi cười gì, anh đâu có làm gì đâu cười. Cảm ơn Sarina. I love you Sarina. Sarina đang ở đâu? Sarina, Sarina, Sarina đang ở đâu? Sao không phải này kìa? Tôi ai hãy đi về, xin vĩnh biệt từ đây. Còn luyến lưu làm gì, còn luyến lưu làm gì? Hello Hoa Tulip. Hoa, xin chào Hoa Tulip. Xin chào Việt Nam. Việt Nam khỏe không Việt Nam? Việt Nam khỏe không? Chắc sẽ đi ông kia. Việt Nam ơi. Giờ này anh khỏe dữ lắm Việt Nam ơi. Ok Khang Võ. Như vậy là Khang Võ 2 vé và được 12 vé rồi cả nhà ơi. Mừng quá. Vỗ tay. Vỗ tay một tràng vỗ tay. Thật lớn, thật lớn, thật lớn. Và chúng ta đã được 12 vé cho ngày 1 tháng 6 rồi. Mình làm tròn thành 20 vé được không cả nhà? Thành tròn 20 vé đi. Quỳ Hiệp sẽ hát tặng cho mọi người một bài. Anh hả? Anh còn đau họng em. Đau họng anh là gọi là nó là một cái gì gọi là nó viên mãn luôn rồi. Ok chị. Vậy thứ tư chị lên lấy 2 vé đúng không? Ok chị Khánh Võ. Khánh Võ. Việt Nam ơi, Việt Nam. Việt Nam ơi, Việt Nam. Đúng rồi, cho nghiệp em. Nghiệp nó tù quá nè em. Đó, do nghiệp tù quá, nãy giờ mới bán được có 12 vé rồi cưng. Bây giờ ước gì có ai đó mua được 8 vé nữa cho đoàn 20 vé. Tôi sẽ hát tặng cho mọi người một bài. Một bài rất là dễ thương. Chỉ còn 8 vé thôi. Có ai ủng hộ tôi 8 vé không? Bây giờ nè, một người 2 vé à, là 4 người là đã được 8 vé rồi. Đúng không? À, chương trình Xứ Sở Thần Tiên. Mừng ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 thứ bảy vào lúc 19:30 sẽ diễn ra tại sân khấu lầu 4 quán Mr. Hí 253 Phan Xích Long phường 7 quận Phú Nhuận. Ngày nào cũng uống nước giá chưa chị Quyên ơi. 1 tháng 6 này em đi phát quà cho mấy em mồ côi và khuyết tật. À, và ung bú nè. Chị có đồng hành với em không chị Uyên ơi? Trời ơi Lu Gia Huy.
Lũ Gia Huy ơi, Lũ Gia Huy có khỏe không Lũ Gia Huy? Em im nha, Việt Nam nha, Việt Nam. Ước gì mình được gặp Lưu Gia Huy. Cái tên rất đẹp. Chắc là người cũng đẹp lắm đây. Lưu Gia Huy à, còn chỉ còn 8 vé thôi quý vị. 8 vé cho chương trình Xứ Sở Thần Tiên ngày 1 tháng 6 vào lúc 19:30 tại sân khấu Lộ 4 quán Mr. Hí, 253 Phan Xích Long, phường 7, quận Phú Nhuận. Một người mua 2 vé, 4 người mua 8 vé. Ước gì mình có cặp mắt như Hiệp. Trời ơi, định đi cắt mắt nè ông ơi. Hoa Thiên ơi, định đi treo mắt gì nè. Nam Việt thấy đẹp không Nam Việt? Thì treo mắt gì nè Nam Việt. Nam Việt ơi, treo mắt gì nghe Nam Việt. Em có đưa anh đâu mà em hỏi em gì kìa Đào nha. Em có đưa anh nước mát uống đâu mà em hỏi anh hả Đào. Đào, em có đưa nước mát cho anh uống đâu. Em có nào đưa nước mát cho anh uống đâu mà bây giờ em lại hồ. Nè, em gái của anh nhắn tình em. Anh ơi, dạ bao nhiêu nay ngủ em bằng này. Dạ bằng anh, xong phải mở trên của anh em là không nghe anh. Em không chịu đâu. Thiệt không, mắt hí đẹp không Thiên, Hoàng Thiên. Anh thấy em cũng đẹp mà. Anh thấy em cũng đẹp mà. Lệ Nguyên ơi, chương trình Xứ Sở Thần Tiên như ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 253 Phan Xích Long, phường 7, quận Phú Nhuận. Chương trình thiếu nhi nha quý vị, chương trình thiếu nhi 100.000 một vé. Lê Nguyên ơi, chỉ còn 8 vé thôi. 8 vé nữa là được 20 vé rồi. Chúng ta làm tròn 20 vé đi cả nhà. Yêu cả nhà nhiều. Các tình yêu của tôi đang theo dõi livestream ơi, hãy chia sẻ. Chia sẻ nếu yêu tôi. Nếu có yêu tôi thì hãy chia sẻ bây giờ. Nếu có yêu tôi thì hãy mua vé bây giờ. Ok Ngọc Võ, lấy thêm 2 vé nữa đi. Ok Ngọc Võ, trời ơi thương Ngọc Võ quá. Lúc nào cũng ủng hộ Hoàng Hiệp hết. Như vậy là mình đã được nhiêu ta? 14 vé rồi. Trời ơi, 14 vé rồi cả nhà ơi, còn 6 vé nữa thôi. Còn 6 vé nữa là được 20 vé rồi. Chỉ còn 3 người thôi. 3 người, mỗi người mua 2 vé. Dẫn con hoặc là cháu mình đi đó, là đủ 20 vé. Trời ơi tôi yêu cả nhà nhiều lắm luôn á. Sẽ hát tặng cho cả nhà một bài nha. Còn 6 vé nữa cả nhà ơi. Các tình yêu của tôi ơi, chỉ còn 6 vé nữa thôi là tròn 20 vé. Có ai ủng hộ cho tôi 6 vé nữa không? Thấy mặt thôi thiệt thiệt. Vậy mà không ai mua vé. Chỉ vô coi tôi là gì mà không mua vé. Ôi trời ơi, thiệt là buồn. Chỉ còn 6 tấm vé nữa thôi mà tại sao ai không ai mua. 6 tấm vé, chỉ còn 6 tấm vé cho chương trình Một Tây Tháng Sau. Trời ăn gì hoài vậy? Mãi mới có độc đắc hay gì bà nội? Anh Hiệp giảm 20%. Ủa ai hết rồi hả? Bán cho ai mà hết? Ôi vậy hả? Ôi mừng gì vậy? Hết chưa? Còn có mấy cái lego em mua bên ngoài. Thì để làm gì? Nên cho nó ăn hết đi chợ. Đố mặt tôi tội nghiệp vậy đố. Có ai thương tôi không? Chỉ còn 6 tấm vé nữa thôi. Mọi người ơi, hãy mua 6 tấm vé nữa để cho tôi hát tặng cho cả nhà một ca khúc.
Chắc tôi mua thế cho đi ngủ. Thôi tôi nghĩ anh đào lắm, đừng có mua. À, em ở Hàn Quốc hả? Em có thể chuyển tiền về cho anh Hiệp nha, chuyển tiền về cho anh Hiệp. À, địa chỉ là 253 Phan Xích Long, phường 7, quận Phú Nhuận. Minh Minh ơi, anh nhớ em. Minh Minh ơi, anh nhớ em nhiều lắm. Em có nhớ anh không? Minh Minh ơi, Minh Minh ơi, có nhớ anh không Minh Minh? Anh nhớ, anh nhớ, anh nhớ, anh nhớ em nhiều lắm. Cái nhà có nghe tôi nói không? Những người đang theo dõi livestream có nghe tôi nói không? Hello Quân. Hình như là mình đi Hàn Quốc về cái mình chia tay nhau luôn hả Quân? Mình không còn, mình không còn gọi là giao lưu, giao gì đó với nhau nữa hả Quân? Nhớ qua thăm anh đi Minh Minh. Qua thăm anh đi Minh Minh. Đúng rồi, cái mà tội nghiệp lắm. Cổ họng nó sắp banh rồi. Chị Lê Hồng ơi, cái cổ họng em sắp banh rồi. Nhưng mà hồi kề đi, chứ biết sao bây giờ. Cho nó banh luôn. Em đang ở Thái hả? Ủa em đang đi tour ở Thái hả? Có mua quà cho anh không? Quân. Quân ơi em đang ở Thái hả? Em về em có mua quà cho anh không? Xin chào Nguyệt Lê. Về cái anh bán khọt hả? Khi nào em về? Khi nào em về? Khi nào về? Có mua quà Thái cho tôi không? Lấy thêm 3 vé nữa. Là tổng cộng là nhiêu vé chị? Là 5 vé hả? Trời ơi, thương chị Ngọc Võ của tôi quá à. Quên, thương Ngọc Võ của tôi quá à. Như vậy là được nhiêu vé rồi kìa? 17 vé rồi. Trời ơi, 17 vé rồi. Trời ơi, thích quá đi. Hello bé Nguyễn. Bé Nguyễn ơi, anh không có được khỏe. Nếu em mua 3 vé nữa, anh sẽ khỏe. Ok. Việt Nam nói là làm nghe Quân. Em chính về Việt Nam hả? Ok. Việt Nam ghé nha. Cảm ơn bé Nguyễn. Lâu quá rồi bé Nguyễn không có vào livestream của anh ha. Giờ này bé Nguyễn khỏe không? Anh còn 3 vé nữa cho chương trình Xứ Sở Thần Tiên này bé Nguyễn. Bé Nguyễn có ủng hộ anh 3 vé không? Hello Mai Hoàng Trung, khỏe không Mai Hoàng Trung? Em mua ở đâu? Em ở Mỹ. Ừ, anh biết em ở Mỹ mà. Nhưng mà em có thể ủng hộ cho anh được mà. Bé Nguyễn. Dạ này em thế nào rồi Mai Hoàng Trung? Đúng rồi, đi Hàn Quốc có thay đổi thời tiết. Ở bên bển nó lạnh nó mát, cái về Việt Nam nóng quá bị cảm. Giờ này em bận lắm hả bé Nguyễn? Hèn chi anh không thấy em vào để xem livestream của anh. Ủa nói chuyện với tôi nào mà nói chuyện hoài ông nội. Ông nội May Hoàng Trung xạo nha. Anh chưa biết nữa bé Nguyễn ơi. À, bé Nguyễn ơi, 1 tháng 6 này anh đi làm chương trình từ thiện nè. Phát 200 phần quà cho các em mồ côi cũng như là các em trong bệnh viện ung bú. Em có muốn đóng góp gì với anh không? Của ít đồng nhiều, bao nhiêu cũng được. 200 phần quà. Anh đang vận động 200 phần quà. Cái gì vậy Đào? Chưa hết, đủ anh đi ngủ rồi Đào. Còn 3 vé nữa đủ 20 vé. Đủ 20 vé anh mới hát tặng cho mọi người được. Ngô Phạm
Tôi đâu có diễn ngày xưa đâu mà hỏi vé chuyện ngày xưa Trời ơi, tôi chỉ có vé chương trình Xứ Sở Thần Tiên thôi. Chương trình Xứ Sở Thần Tiên của tôi thôi. Ở quán Mr. Hí vào lúc 19:30 đến 21:30 tại quán Mr. Hí là 4253 Phan Xích Long, phường 7, quận Phú Nhuận. Với chương trình là Xứ Sở Thần Tiên, có ca nhạc, hài kịch, nhảy múa và ảo thuật. Và có các em có thể chơi trò chơi với các bạn muôn thú để nhận những phần quà nữa. Kêu rồi, có nhà ảo thuật rồi, có ca sĩ rồi. Hả? Anh kêu hết trơn rồi. Sao bé Nguyễn, em ủng hộ anh không? Có đồng hành với ông không? Anh đang vận động mọi người nè, cho những phần quà cho các em mồ côi với lại mấy em khuyết tật nè. Bé Nguyễn có bằng súng không ạ? Hello Phong Đỗ. Em sẽ có anh là gì? Em muốn đồng hành với em anh á, thì em gửi tiền về quán Mr. Hí, ghi tên là Nguyễn Hòa Hiệp, quán Mr. Hí, 253 Phan Xích Long, phường 7, quận Phú Nhuận. Số điện thoại là 0906 911996. Anh sẽ dùng cái số tiền đó mua quà cho mấy em mồ côi và các em bệnh trong bệnh viện ung bú vào ngày 1 tây tháng 6, quốc tế thiếu nhi. Ok, chút xíu anh nhắn tin cho em. Hello Hào em, khỏe không? Đang ở đâu vậy Hào em? Xin chào Đặng Thị Thanh Thảo. Chỉ còn 3 vé nữa thôi cho chương trình Xứ Sở Thần Tiên ngày 1 tây tháng 6. Chỉ còn 3 tấm vé thôi cho chương trình Xứ Sở Thần Tiên ngày 1 tây tháng 6 vào lúc 19:30 đến 21:30. Nếu bữa đó mọi người muốn cho con em mình có một sân chơi thiếu nhi thì hãy tới với sân khấu của quán Mr. Hí, 253 Phan Xích Long, phường 7, quận Phú Nhuận. Các bé sẽ được xem ca nhạc thiếu nhi nè, xem hài kịch nè, xem ảo thuật nè, rồi chơi những trò chơi, và đặc biệt là có những phần quà nữa nha cả nhà. Sẽ có những phần quà cho các bé thiếu nhi nhân ngày quốc tế thiếu nhi. Chỉ còn 3 vé nữa thôi. Qua anh chơi không Hào em? Em đang ở quận 3 với ai? Qua đi chơi với anh nè. Xin chào Như Quỳnh, Lê Như Quỳnh. Ta như là Quỳnh chứ phải Huỳnh. Lệ Quyên ơi, còn 3 vé cho chương trình Xứ Sở Thần Tiên. Hình như Lệ Quyên nãy giờ hỏi hoài không thấy mua. Còn 3 vé thôi, Lệ Quyên mua ủng hộ đi. Chương trình Xứ Sở Thần Tiên vào ngày tối thứ bảy 19:30 đến 21:00 tại sân khấu lầu 4 quán Mr. Hí, 253 Phan Xích Long, phường 7, quận Phú Nhuận. Chỉ còn 3 vé nữa thôi. Chương trình rất là hay. Hello Hằng, nhớ Hằng quá à. Nhớ con gái Hằng quá à. Ồ, càng lớn càng đẹp gái ha, càng dễ thương. Các tình yêu của tôi ơi, các tình yêu của tôi à, các tình yêu của tôi ơi, chỉ Long Quỳnh
chị đã ngủ dậy rồi đó à. Trời ơi, là làm tháng 21 quá hả? 21 bắt like á, rồi viết báo kia á. Rồi mỗi đời biết được chứ không có làm gì trong truyền thông. Ai nhẹ lắm. Có, anh có mua quà cho em nè. Có mua quà cho em nè. Truyền thông là chị Long Khang hả? Trời ơi, em lấy cho ba vé cho em luôn phải không? Trời ơi, thương Ngọc Võ quá à. Trời ơi, như vậy là Ngọc Võ ủng hộ. Ủng hộ bao nhiêu vé ta? 8 vé hả? Ủng hộ 8 vé. Cảm ơn Ngọc Võ nhiều nha. Trời ơi, thương quá đi. À, cả nhà ơi, chương trình một tây tháng 6 xứ sở thần tiên tại quán Bích Tơ Hí 253 Phan Xích Long, phường 7, quận Phú Nhuận. Nếu như mà mọi người muốn cho con em mình đi coi thì điện thoại đặt vé nha quý vị. 253 Phan Xích Long, phường 7, quận Phú Nhuận. Số điện thoại là 0906 911 996. Và ngày 1 tháng 6 vào lúc 1 giờ Hòa Hiệp sẽ đi tặng 200 phần quà cho các em trong bệnh viện ung bú và đem lời ca tiếng hát cho các em trong đó luôn. Tại vì các em trong đó bệnh á, có nhiều em bị cạo đầu hết và rất là đáng thương. Và mình hy vọng là mình vô trong mình đem lời ca tiếng hát niềm vui để chia sẻ nguôi ngoai cho tất cả các em, cũng như là đem những phần quà cho tất cả các em. Nếu như ai muốn đóng góp với cùng với Hòa Hiệp thì chúng ta điện thoại cho Hòa Hiệp 0906 911 996, hoặc là nhắn tin cho Hòa Hiệp thì Hòa Hiệp sẽ gửi số tài khoản cho mọi người để mọi người có thể chuyển khoản cho Hòa Hiệp và cùng đồng hành, cùng chung tay với Hòa Hiệp đem niềm vui cũng như là những phần quà cho các em có số phận không được may mắn và gặp những căn bệnh hiểm nghèo nhớ gì, và những em trong mồ côi nha. Hello Hồ Minh Tân, nhớ em nhiều. Và trước khi mà chia tay với tất cả mọi người, chúc mọi người có một đêm ngon giấc, thì Hòa Hiệp sẽ gửi tặng cho mọi người một ca khúc là Hai con thằng làng con đuôi nhau căng nhau đứt đuôi, cha thằng làng buồn thiêu gọi chung đến mới mắc trò. Hai con thằng làng con đuôi thì thôi nhưng đã cụ rồi, ôi đất đau và trời chúng gốc la tơi bời. Hãy xin chào, hẹn gặp lại tất cả mọi người. Chúc cả nhà có một buổi tối thiệt là ngon giấc. Bye bye.